Dạ vâng, Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Em chuyên mua bán những dòng xe đã qua sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi, địa chỉ thì ở dưới Hải Phòng đây. Anh em nào trước khi đi có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu những mẫu xe mình yêu thích với giá tiền hợp lý thôi. Thì ngày hôm nay em Khả Năng Ô Tô xin giới thiệu cho mọi người một chiếc xe số tự động máy dầu. Đó, số tự động máy dầu đời 2003, đăng ký lần đầu 2009, tên tư nhân biển 24A02896, chiếc Santa Fe Gold. Hyundai Santa Fe Gold nhé, nhập khẩu nguyên chiếc, đời 2003, đăng ký lần đầu 2009, tên tư nhân biển Lào Cai. Đó, động cơ 2.4 máy dầu. Đấy, máy của Santa Fe Gold đây, anh em đều biết rồi, Santa Fe là dòng xe cao cấp nhất, gần như là cao cấp nhất của chiếc của Hyundai rồi. Đó, rất là đẹp với giá tiền hợp lý. Là hiện tại thì bên em đang bán chiếc này với giá giảm ngay cho bà con, liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Đang bán 244 triệu anh em nhé. Đấy, đang bán 244 triệu kìa, giảm giá trực tiếp ngay trên livestream này cho bà con. Anh em nào liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 sẽ có giá giảm ngay, nét căng cho bà con này. Chiếc Hyundai Santa Fe Gold màu bạc, đông không đâm đụng, ngập nước, cam kết viết giấy bán cho bà con. Sơn xi căng đét chẳng cần làm gì cả, đổ xăng, đổ dầu là chạy nhé, không phải đổ xăng nữa. Máy dầu nhé, tiết kiệm nhiên liệu, số tự động nó chỉ rơi vào tầm 6 lít rưỡi đến 7 lít dầu trên 100 km thôi. Cực kỳ tiết kiệm này. Na răng đúc. Đó, có đầy đủ túi khí và phanh ABS anh em ạ. Không thiếu chức năng gì, cái đời sâu nhưng mà xe nhập khẩu nó khác hoàn toàn so với xe Việt Nam. Thì tay nắm cửa chrome này, rồi thì vè mưa chrome hết rồi. Đó, sơn xi thì anh em không cần làm gì cả. Tem sườn này viết chữ Santa Fe Gold. Nhìn xe rất là cứng và đẹp. Các bác nào ở vùng núi, vùng cao, các anh em nào thích ưa máy dầu về chạy dịch vụ mà giá rẻ hơn 200 triệu đồng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 hoặc Zalo 0936405926 để sở hữu mẫu xe máy dầu Hyundai Santa Fe Gold rất đẹp này, với mức tiền ưu ái cho bà con này. Có giá giảm trực tiếp trên livestream này, 229 triệu đồng đã bao rút hồ sơ anh em nhé. Liên hệ trực tiếp em Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe Santa Fe Gold rất đẹp với cái giá tiền này anh em nhé. Thì dòng Santa Fe Gold này nó chạy bằng dầu, động cơ 2.4. Đấy, máy dầu thì nó sẽ kêu to hơn máy xăng một chút nhưng mà nó sẽ bền bỉ và tiết kiệm. Nó đi đường trường thì nó sẽ nằm và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn so với dòng máy xăng vì giá dầu nó rất là rẻ. Đó, và số tự động anh em nhìn nó rất là sướng luôn. Em sẽ quay vào phần nội thất chi tiết cho bà con cùng ngắm nhé. Cửa đã đóng phình phịch luôn anh em ạ. Cột kèo nguyên zin không đâm đụng. Đấy, sơn thì đã có phần sơn tỉa lại rồi. Sơn trùm lên tỉa lên rồi, rất là nhiều. Đây anh em nhìn thấy keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin này, zin 100% luôn nhé. Không hề mất một phân nào. Đó, cánh cửa mở ra thì nó có đèn sáng này. Nội thất mới bọc cái ghế da sạch đẹp, mới cứng cho bà con nhìn thấy chưa? Số tự động zích zắc này, động cơ 2.5, 2.4 thôi. Có sấy ghế nha nha nha, hai cái sấy ghế hai bên này, ngồi ghế lái thì anh em khi nào mùa đông nó sấy nóng nóng hết đít đi luôn. Có túi khí này anh em nhìn thấy không, túi khí và phanh ABS tích hợp, có cảm biến góc lái đầy đủ cho bà con này, có màn hình cam nùi và trần nỉ nguyên bản theo xe. Đó, rất là đẹp, rất là căng này, bọc ghế da, bộ ghế da, cái ghế này bên trong rất là căng đẹp. Nội thất thì anh em nhìn trải sàn 3D rồi tấm trải chân là hình sợi bún này, anh em nhìn thấy nó rất là phù hợp tiền với bà con cho bác. Các anh em nào vùng cao, anh em nào thích những cái dòng xe máy dầu mà 7 chỗ thì đây là cái lựa chọn hàng đầu cho bà con với phân khúc tiền 230 triệu đồng. Anh em sẽ được sở hữu một chiếc xe máu đẹp và nó phù hợp tiền như này. Máy dầu anh em nhé. Đấy, động cơ máy dầu thì bao giờ nó cũng đắt hơn máy xăng vì dầu nó tiết kiệm nhiên liệu hơn và nó là dòng xe sang. Nó là Santa Fe Gold sang ngày xưa thôi. Đối bây giờ nói thật với anh em là nhiều anh em sẽ nói là con xe này nó nọ kia từ đời nọ đời kia rồi, nhưng mà thực ra tiền nào của đấy thôi bà con ạ. Đó, tiền nào của đấy nhá, không có ngại gì đâu ạ. Các bác nào muốn xe đẹp thì anh em bỏ tiền ra nhiều ra một chút anh em mua xe mới. Còn xe cũ này này anh em nhìn keo chỉ zin cả xe. Đấy, và ghế ngồi thì đây, cốp đằng sau rất là rộng, có thể anh em làm dòng 5 chỗ cũng được. Mà thích thì anh em ngồi 7 chỗ cũng vẫn ok. Đấy, không có ngại gì cả anh em nhé. Đấy, đồ đạc rất là nhiều đây cho bà con cùng để chứa đồ này. Đấy, anh em có thể dựng cái ghế lên, dựng cái ghế lên để ngồi này. Đấy. Không thì anh em giải nó ra thành một cái cốp chứa đồ rất là nhiều cho bà con cùng nghiên cứu lấy về làm xe gia đình. Đó, các bác nào vùng cao anh em có thể làm xe gì nhá, xe dịch vụ nhá. Đây em ấn vào đây thì cái cốp trên này nó sẽ mở này anh em này. Đó, có thể mở cả cốp bên trong này luôn. Đấy, để chị em phụ nữ là khi nào nó nặng tay thì chị em có thể dùng cái cốp phụ này ở bên trên này. Đấy. Đó rồi, như vậy thì vừa rồi em đã review cho mọi người một phần bên ngoài của chiếc xe Hyundai Santa Fe Gold nhập khẩu nguyên chiếc đời 2003, đăng ký lần đầu 2009, tên tư nhân, biển Lào Cai, với cái mức tiền là 229 triệu đồng, đã giảm ngay 15 triệu đồng cho bà con khi lấy chiếc xe này rồi.
Anh em nào cần có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe máy dầu. Máy dầu rất là đẹp. Đời 2003 đăng ký lần đầu, 2009 nhập khẩu nguyên chiếc nhé. Mở cửa ra tính năng thông minh ngay anh em. Kêu tinh toang này, gương điện cụp xòe. Đấy, kính chỉnh điện đầy đủ chính năng, an toàn. Đấy anh em ơi. Ghế bọc da mới cứng này, trần nỉ nguyên bản theo xe. Rồi thì ưu rất là êm anh em ạ, ngồi rất là êm Santa Fe gần. Gôn nó có lò xo dưới ghế ngồi anh em đi sướng lắm, bồng bềnh. Rất là sướng, túi khí hay nha, phanh ABS đầy đủ cho bà con cô bác. Đó, đây. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người xem cái phần khoang máy động cơ nhá. Đi 12 vạn 4 rồi anh em. 12 vạn 4. Đó, đây là cái phần cảm biến góc lái này anh em nhìn thấy không? Cảm biến góc lái, đấy. Lệch lái bên trái, đánh lái bên phải này, nó căn giữa đường ấy. Cái này nói chung là không có tác dụng mấy đâu. Nhưng không mấy khi ai dùng đâu, nhưng mà đây, nhiệt độ điều hòa auto anh em ấn auto phát nó 17 độ luôn. Bên ngoài nó tính nhiệt độ bao nhiêu thì bên trong nó tính cho anh em mát bấy nhiêu này, 17, hoặc anh em có thể tăng bằng tay này, tăng gió bằng tay này, hoặc là giảm nhiệt độ bằng tay này. Đấy. Đấy, anh em có thể tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ luôn. Đó, màn hình là đầy đủ rồi, kết nối Bluetooth các kiểu con đà điểu. Đấy, cam nùi đây cho bà con cùng khám phá luôn, cam nùi này. Đó, khá là nét rồi. Không cần làm gì thêm nhá, mặt cái mặt tắp nô anh em nhìn thấy không? Mặt tắp nô nó rất là sạch đẹp này, nó nhẵn này. Các bác lại phải biết cái này này, anh em phải dưỡng rất là nhiều thì nó mới đẹp như này được. Nhiều bác là bác cái đặt đồ, bác cái dán đồ ở đây nó xước hết, nó rất là xấu xe. Nhưng con này nó còn nguyên anh em nhá. Có cả cảm biến nùi đằng sau này. Đấy. Không cần làm gì thêm mà đồ đạc full option rồi. Đấy, máy gầm rất là ngon. Tiến phát là tiến luôn mà. Sướng lắm anh em, đi Santa Fe sướng như Santa Fe luôn ấy. Rất là sướng với giá tiền 229 triệu đồng đã bán rút hồ sơ. Đây nhá, em xin viết lại cái này cho bà con cùng xem nhá. Đây em đang bán 244 triệu này. Đó, nhập hàng động cơ A 2.0 thôi anh em. Úi giời, 2.0 nó còn tiết kiệm nữa. 2.0 8 chỗ ngồi này, đời 2003 đăng ký lần đầu, 2009 nhập hàng. Giá xe 244 triệu, giảm ngay trực tiếp trên livestream này, chỉ còn 229 triệu đồng đã bao rút hồ sơ cho bà con cô bác. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc Hyundai Santa Fe Gold đời 2003 đăng ký lần đầu 2009 mới chạy được có tầm 11 năm thôi mà nó rất là đẹp và đều như này, anh em có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 0326062789 để sở hữu mẫu xe máy dầu. Máy dầu mà nó rất là tiết kiệm nhiên liệu này, cho bà con cùng lấy về làm xe gia đình, hoặc là các bác vùng cao anh em là làm xe dịch vụ cũng rất là ok. Số tự động mà máy dầu đây thì anh em nào liên hệ trực tiếp em để lấy xe ngày giá giảm nhé. Đăng kiểm tháng 9 năm 2020. Thì giờ sẽ cho mọi người xem cái phần khoang máy động cơ. Đây anh em, khoang máy động cơ, máy nổ, máy dầu mà nổ như máy xăng chỉ có thể là Santa Fe. Chỉ có thể là Santa Fe thôi anh em ơi. Đó. Giới thiệu mọi người, đây là phần keo chỉ capo nguyên zin nhá. Ốc lỗ kỹ thuật nguyên zin, không đâm đụng, ngập nước, đầu răng sắt xi còn nguyên zin luôn. Đó, cho bà con cùng khám phá cái chiếc này. Đây, bình rất là to. Tháng 11 năm 2019 này, còn sử dụng tầm 5 năm nữa anh em, 2 năm nữa phải thay nhá. Đó, cái phần u này cũng như là cái phần hai bên ụ ẩm sóc còn nguyên nhé, không hề có han mục mọt gì. Máy nổ rất là êm, cam kết với bà con máy nổ rất êm, không có hơi thừa. Tốc độ đạt 120 trên cao tốc thoải mái luôn anh em nhé. Đó, xe đẹp với giá tiền hợp lý cho bà con cùng lựa chọn. Đây anh em nhìn đi, máy nổ cực kỳ êm luôn, không hề rung giật một chút nào, sạch đẹp, sơn xi căng đét, nội ngoại rất tươi mới. Đó, với giá tiền hợp lý anh em có thể liên hệ trực tiếp Khải Đăng ô tô để lấy giá giảm. 229 triệu đồng thôi đã bao rút hồ sơ. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em. Thì đây là một trong những phân khúc mà em nên khuyên mọi người, nếu anh em có ý định mua máy dầu hoặc là cái giá tiền 7 chỗ và hơn 200 thì anh em sẽ lấy chiếc này thì nó hợp lý hơn rất là nhiều. Đó. Form dáng của nó thì nó là dòng xe sang, nó rất là đẹp rồi, máy nổ ngon, điều hòa mát, nội thất đẹp. Sơn xi căng đét, không cần làm gì cả. Đời dù có sâu nhưng đăng ký lần đầu 2009, anh em không có ngại đăng ký 6 tháng một lần đâu ạ. Tại vì cái tiền phí đường bộ nó sẽ chia làm là đóng là 2 lần và nó anh em chỉ tốn thêm 340.000 một năm thôi. Không có ngại cả. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khải Đăng ô tô. Em còn rất nhiều mẫu xe để cho mọi người đến xem và mua và lấy về làm xe gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.